Giới thiệu dòng máy nén trục vít 2 cấp công suất lớn NX2 Series, công suất lên tới 250 kW, vẫn đảm bảo tính năng tiết kiệm năng lượng ưu việt. Với 110 năm lịch sử nghiên cứu và phát triển máy nén khí, nhà sản xuất máy nén khí Hitachi Nhật Bản luôn cho ra đời các dòng sản phẩm cải tiến mới. High Screw NX2 Series là dòng sản phẩm có nhiều tính năng vượt trội, tiết kiệm năng lượng, hiệu suất ổn định và thân thiện với người sử dụng. Tính năng thứ nhất, dòng NX2 Series có hai cấp nén gồm cấp nén áp suất thấp và cấp nén áp suất cao. Nhờ công nghệ hai cấp nén này mà Hitachi đã thành công trong việc tiết kiệm năng lượng tiêu thụ. So sánh với máy nén loại thường một cấp nén cùng công suất 90 kW, máy nén của Hitachi tiết kiệm điện hơn 8-9%. Tính năng thứ hai chính là sự ổn định và bền bỉ của máy. Với khả năng làm mát vô cùng hiệu quả, máy nén có thể hoạt động liên tục ở nhiệt độ môi trường lên tới 45 độ C. Ngoài ra, máy sử dụng loại dầu có thể chịu được nhiệt độ cao, độc quyền của Hitachi, thay dầu 2 năm một lần, đảm bảo máy nén luôn hoạt động với hiệu suất cao nhất. Đầu nén khí và các bộ phận khác của máy đều có chất lượng và độ bền cao, cho phép sử dụng dài lâu và dễ dàng thay đổi nếu cần thiết. Dịch vụ bảo trì sau bán hàng đảm bảo, uy tín, giảm thiểu tối đa các nguy cơ hỏng hóc thiết bị, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của nhà máy. Tính năng thứ ba chính là sự thân thiện với người sử dụng. Màn hình cảm ứng đa màu dễ dàng quan sát và sử dụng, dễ dàng kiểm tra trạng thái hoạt động của máy nén qua màn hình, dễ dàng cài đặt các thông số, khả năng điều khiển nhiều máy thông qua bảng điều khiển đa đơn vị. Từ 90 kW đến tối đa 250 kW với 8 chủng loại công suất, 2 phương thức làm mát bằng không khí và bằng nước, 3 mức thông số kỹ thuật về áp suất, Hitachi cung cấp 46 chủng máy nén phù hợp cho mọi sự lựa chọn của các nhà máy. Hitachi triển khai dịch vụ khảo sát đánh giá tiết kiệm năng lượng cho hệ thống khí nén nhà máy, tính toán lượng khí tiêu thụ thực tế, đưa ra đề xuất chọn máy nén phù hợp nhất cho khách hàng. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.